Trong những ngày qua, nhân dân cả nước đã hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho tỉnh Hải Dương đang gặp khó khăn về dịch bệnh. Trong đó có sự góp sức của chư tôn đức, tăng ni, Phật tử của Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã và đang đồng hành với người nông dân khi hàng chục tấn rau củ được thu mua giữa mùa dịch. Nhằm giúp đỡ nông dân các huyện trong tỉnh Hải Dương vượt qua khó khăn khi phải đổ bỏ hàng nghìn tấn rau củ do không bán được, chiều qua ngày 25 tháng 2, Chư Tôn Đức Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hải Dương đã thu mua nông sản nhằm phần nào giúp đỡ bà con vượt qua cơn khó khăn. Đến chiều cùng ngày, gần 90 tấn rau củ các loại đã được Chư Tôn Đức Tăng Ni hỗ trợ và đem đi tiêu thụ tại các địa bàn lân cận tỉnh Hải Dương. Chúng tôi là mua su hào, bắp cải, rồi hoa, rồi cà chua, các loại trái cây. Đấy, như ở các vùng như là Chí Linh, Kinh Môn, Gia Lộc và Cẩm Giàng. Đấy là chúng tôi rất là quan tâm đến những cái vùng đó để cho tăng ni Phật tử đã đến để thu mua, động viên bà con, chia sẻ với bà con vùng dịch trong những lúc khó khăn này. Xuất phát từ cái tâm thiện lành của những người con Phật, một điểm giải cứu nông sản cũng đã được mở tại trụ sở Trung ương Giáo hội. Và hình ảnh những vị tu sĩ hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho bà con vùng dịch, dù lạ lẫm nhưng đã thể hiện tấm lòng đối với bà con nông dân Hải Dương. Đặc biệt, chỉ chưa đến 30 phút, với sự hỗ trợ của quý Phật tử các giới, điểm giải cứu nông sản tạm thời tại Chùa Quán Sứ đã bán hết gần 3 tấn rau củ quả các loại. Vừa qua, Giáo hội Phật giáo Việt Nam có những cái công văn để kêu gọi các Phật tử trong tỉnh Hải Dương từ những cái vùng mà không có dịch thì cũng nên để ủng hộ, để giúp đỡ, để mua, để giải cứu cái rau này để cho bà con đỡ mất một cái thiệt thòi về vấn đề kinh tế. Đó là những cái điều rất là tuyệt vời của Giáo hội Phật giáo. Mình đã đồng hành cùng xã hội, cùng mọi người, ủng hộ nông dân trong cái giai đoạn khó khăn này. Dấn thân và phụng sự để kiến tạo những điều tốt đẹp, đó chính là tâm nguyện của những người con Phật. Và sự tận tụy của Chư Tôn Đức Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hải Dương, điểm giải cứu nông sản tại Chùa Quán Sứ, hay sự giúp đỡ của các tăng ni Phật tử khắp cả nước là điểm sáng về tình người trong lúc khó khăn.